Mình đi xe Ford Everest này đi phỏng vấn để lái taxi xanh SM nhé. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh YouTube Xê Dịch Thiền Tâm sẽ làm một cái video clip để hướng dẫn cho các bạn các cái thủ tục và kinh nghiệm đi phỏng vấn cũng như làm hồ sơ để trở thành tài xế taxi xanh SM của tập đoàn Vingroup. Thì như các bạn đã biết, những ngày gần đây thì cộng đồng đi tìm việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải thì đều rất là tập trung về cái việc này. Thì ngày 6 tháng 3 năm 2023 thì tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đã công bố thành lập công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh Green and Smart Mobility GSM đấy. Thì rất nhiều anh em tài xế cũng như những người có nhu cầu đi lái taxi thì rất là mong muốn được đăng ký cái này. Thì bản thân mình cũng đã thực hiện một cái cuộc test thử đi phỏng vấn, nộp hồ sơ và mình chia sẻ lại cho các bạn cái kinh nghiệm để có thể làm được việc này thật là tốt. Thì taxi xanh SM là gì? Đấy chính là xe điện của hãng VinFast các bạn nhé, gồm có VF34 và VF8. Thì hãng công bố là sẽ tung ra 10.000 xe để phục vụ nhu cầu này, cũng như cho thêm dịch vụ cho thuê xe ô tô và xe máy, có 100.000 cái xe máy điện nữa. Về tiêu chuẩn thì tuổi đời từ 21 đến 55, có bằng lái xe B2 trở lên, thông thuộc địa hình Hà Nội và có ngoại hình không xăm trổ. Không xăm trổ tức là không xăm ở những cái chỗ mà có thể dễ nhìn thấy như là cánh tay, như là cổ áo. Về quyền lợi thì 6 tháng đầu họ sẽ hỗ trợ 1 tháng 2 triệu cộng với mức lương cứng 9 triệu là thành 11, cộng với 25% hoa hồng. Thì hứa hẹn đây là một cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các loại hình taxi hiện nay. Việc đầu tiên thì các bạn chỉ cần một cái điện thoại thôi. Các bạn lên trên mạng, các bạn search cái tuyển taxi xanh SM thì nó sẽ ra một số các trang web. Thì các bạn có thể bỏ qua một số trang web chạy quảng cáo đi, các bạn vào thẳng trang web của vinfastauto.com ấy, là trang web chính thức của cái công ty taxi xanh SM này. Và các bạn phải thực hiện lần lượt các bước. Thì tí nữa thì trong clip mình sẽ quay cái địa điểm mình đã từng đi. Ở khu vực Hà Nội thì có 2 điểm để các bạn đến phỏng vấn. Điểm thứ nhất là ở Vinhome Smart City, ở chỗ cái trạm điều hành VinMart gần cái chân cầu Cốc ấy. Và một điểm nữa thì ở bên Long Biên, chỗ Vinhome Ocean Park. Thì để được công ty gọi đi phỏng vấn thì bước đầu tiên các bạn phải điền một cái mẫu. Cái mẫu này thì các bạn cũng có thể lên mạng, lên trang web vinfastauto.com, điền đầy đủ thông tin ở trong đấy. Sau khi điền đầy đủ thông tin thì các bạn chờ, người ta sẽ mail cho các bạn một cái mail như là cái mail này. Nó sẽ có một cái thư mời phỏng vấn gửi thẳng đến mail của mình. Trong này nêu rõ thời gian, địa điểm cũng như là một số các cái yêu cầu ban đầu. Thì rất nhiều bạn thắc mắc hỏi là em đã gửi thông tin đi rất lâu mà không thấy được trả lời. Thậm chí trả lời là bọn tôi sẽ lưu ý và đánh giá cao cái nguyện vọng của bạn nhưng mà không được mời đi phỏng vấn. Thì theo quan điểm của mình và kinh nghiệm của mình ấy, thì họ sẽ tuyển những lái xe taxi có kinh nghiệm. Ở đây thì trong cái mục, cái form điền nó có rất nhiều các cái mục là ưu tiên những người có 6 tháng trở lên lái xe ở những cái hãng taxi như là Grab, như là taxi truyền thống, vân vân. Thì nhiều bạn không có được yếu tố này thì chỉ đề ở ngoài thì thường là người ta không ưu tiên để gọi các bạn đi phỏng vấn. Vậy có một cách mình không phải lách, nhưng mình có thể ghi trong đấy một cái mục là lái xe hợp đồng. Đấy là chính là cái phần kinh nghiệm lái xe của mình. Thì cái lái xe hợp đồng này lúc đến phỏng vấn các bạn có show ra không? Thực ra là không cần phải show, những trường hợp của mình cũng vậy thôi. Mình chỉ báo với họ rằng là lái xe hợp đồng đây có nghĩa là gia đình mình có xe. Mình có thể chạy dịch vụ sân bay mấy năm rồi, mình có thể chạy chở những cái tour du lịch ngắn đi loanh quanh Hà Nội, đi Ba Vì, đi Tam Đảo, rồi chở những cái tour du lịch người nước ngoài đi đâu, vân vân. Một cái điểm lợi thế nữa là chính vì mình đi như vậy thì mình thuộc đường đi lối lại của Hà Nội. Thì đối với những cái bạn nào mà có lợi thế hơn là có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và có cái thời gian lưu trú Hà Nội lâu năm thì cũng sẽ được các bạn đấy ưu tiên.
Thì đấy là cái vòng đầu tiên các bạn điền form. Điền form nếu mà không lái taxi công nghệ, không lái các hãng khác, thì cái phần đầu tiên các bạn ghi vào là phần lái xe hợp đồng. Đấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ được gửi cái mail như mình đây. Đấy, thư mời đến phỏng vấn. Trong cái thư mời đến phỏng vấn này thì nó có một cái mã QR code các bạn nhé. Cái này các bạn phải thao tác rất là thành thạo, sử dụng cái mã QR. Tại vì sao? Tại vì sau này khi trở thành tài xế taxi của VinFast ấy, thì là phải sử dụng thành thạo 4 cái app cơ. Thế vậy thì các bạn đến đâu để thực hiện cái phỏng vấn này? Thì ở khu vực Vinhome Smart City thì có qua cái đại siêu thị ấy, thì các bạn gửi xe vào cái bãi gửi xe bên cạnh cái siêu thị Vinhome Smart City đấy, Megamall đấy, thì các bạn sẽ thấy là bạt ngàn cái taxi xanh đang ở đấy. Nếu các bạn gửi xe đấy thì các bạn đi vòng qua bên khu cái nhà điều hành VinFast thì ngay ngoài cổng sẽ có một cái bạn mặc áo trắng ở đấy. Bạn sẽ nhìn cái tổng quan bên ngoài của bạn trước. Sau đấy thì nếu mà bạn đi lại đi đứng nó không thẳng thắn, hoặc là bạn quá già, hoặc là bạn quá trẻ, hoặc bạn hầm hố cái gì đấy, thì người ta loại từ vòng nhìn các bạn nha. Cái này chính chuẩn là vòng gửi xe đấy. Thì các bạn ghi tên và số điện thoại vào đây thì người ta phát cho bạn một cái thẻ để đi vào khu phía trong. Lưu ý các bạn là phải mặc áo sơ mi, mặc quần nâu lịch sự và đi giày. Đấy là yếu tố đầu tiên các bạn bước qua vòng đầu. Cái vòng thứ hai thì ngay đến cửa các bạn tiếp tục phải thực hiện cái quét mã QR và điền form một lần nữa. Cái form ở nhà ấy, cái mẫu mà ở nhà các bạn đã điền thì đến đây điền. Đến lúc nào mà nó đề ra cái mục là đã điền xong xin cảm ơn thì có một bạn sẽ phát cho bạn một cái mẫu tờ khai. Sau khi khai xong cái mẫu này thì các bạn xuất trình cùng hai loại giấy tờ, một là căn cước công dân, hai là cái bằng lái. Thì đối với cái căn cước công dân và cái bằng lái kèm theo cái tờ kia thì có một bạn sẽ phỏng vấn các bạn. Ở đây thì các bạn nhìn qua về ngoại hình các bạn một lần nữa, rồi bảo các bạn đi một vài bước, đi đứng, ăn nói rõ ràng, mạch lạc thì các bạn là xong thôi. Cái phần lý lịch tư pháp thì khẳng định không có tiền án tiền sự gì, hoặc là cái đấy thì có thể check được trên hệ thống. Chủ yếu nói về kinh nghiệm lái xe và cái thời gian mình có thể bắt đầu. Thì hầu hết mọi người đều nên trả lời câu sẵn sàng ngay là tôi có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Đấy, đối với những cái bạn mà lái xe ở những cái hãng khác thì kinh nghiệm các bạn có thể trả lời rằng là tôi muốn thử sức với môi trường mới, với những ưu đãi mới. Đấy, vì theo tôi được biết rằng là ở đây thì có lương cứng là 11 triệu cộng với hỗ trợ 2 triệu. Cái 2 triệu hỗ trợ này là hỗ trợ 6 tháng đầu để cho mình làm quen với cái môi trường công nghệ này. Xong cái bước này thì các bạn có thể ra ngoài và chờ. Chiều cùng ngày người ta sẽ phát thông báo là những cái bạn nào trúng tuyển. Và sau đó các bạn đi thực hành lái. Xin lỗi các bạn đi thực hành lái. Khi thực hành lái thì kinh nghiệm là các bạn không cần phải nói nhiều rằng tôi đã từng lái nhiều. Lái nọ, lái chai. Các bạn lái như kinh nghiệm đã từng lái thôi. Xe điện thì không khác, thì xe xăng kiểu âm thanh là không có. Thì các bạn để ý. Lên xe thì động tác đầu tiên là chỉnh ghế, rồi là đặc biệt là cái dây an toàn các bạn nhé. Rồi là xi nhan, rồi là các thứ vân vân. Cũng khá đơn giản thôi, cái bài test này các bạn không có gì. Hầu hết các bạn là lái quen rồi thì sẽ qua được bước này. Qua bước này thì đến bước cuối cùng là đi khám sức khỏe. Thì lúc nào có thông báo ở trên VinMec các bạn khám sức khỏe thì các bạn sẽ thành công được ở cái bước này. Đấy. Bây giờ mà các bạn xem một vài cái hình ảnh mà mình đi phỏng vấn cũng như không khí xung quanh, cũng như giá cả của cái loại hình taxi mới này. Và bây giờ mình đang có mặt ở chỗ bãi taxi xanh của VinFast. Mình đảo qua một vòng và tí nữa mình sẽ vào phỏng vấn các bạn nhé. Và các bạn theo chân mình. Trong khu vực phỏng vấn thì họ không cho quay phim, cho nên mình đã miêu tả lại chi tiết cho các bạn rồi nhé. Và các bạn tham quan một vòng các cái xe ở đây. Tất nhiên là mình đã phỏng vấn thành công. Các bạn xem video thấy hay thì đăng ký kênh, like, share ủng hộ mình nhé. Và còn vấn đề gì thắc mắc thì mình sẽ giải đáp ở trên kênh. Chúc các bạn thành công. Xin chào, tạm biệt các bạn.